Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thân yêu. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin thành phố Hồ Chí Minh ITC mà các bạn sinh viên ở trường hay gọi với cái tên thân thuộc là Cao đẳng ITC. Tiếp nối chương trình Vòng quay may mắn, mời tất cả các bạn hãy cùng Cao đẳng ITC khởi động chương trình Vòng quay may mắn tháng 1 năm 2024, chào đón năm Giáp Thìn. Trong chương trình lần này, Cao đẳng ITC vẫn sẽ dành 3 phần quà đặc biệt tới 3 bạn may mắn nhất trong ngày hôm nay. Không để các bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vòng quay may mắn hôm nay nhé. Bạn may mắn thứ nhất trong ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Mai Tuyên, số điện thoại 0337XXX333, trường Trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 11. Và bạn may mắn thứ hai, xin chúc mừng bạn Lê Gia Bảo, số điện thoại 0901XXX606, trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Bình Tân. Và bạn may mắn thứ ba, xin chúc mừng bạn Trần Khánh Ngân, số điện thoại 0931XXX874, trường Trung học phổ thông An Lạc, quận Bình Tân. Một lần nữa, xin chúc mừng ba bạn may mắn nhất trong ngày hôm nay. Về phần thưởng, nhà trường sẽ liên hệ trực tiếp với ba bạn để trao giải. Các bạn chưa trúng thưởng ngày hôm nay, các bạn vẫn còn cơ hội cho các chương trình sau. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin thành phố Hồ Chí Minh ITC sẽ luôn duy trì chương trình từ giờ đến hết tháng 5 năm 2024. Các bạn học sinh theo dõi và đừng bỏ lỡ chương trình để xem kết quả may mắn của mình nhé. Chúc các bạn và gia đình một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành trong mọi lĩnh vực. Hẹn gặp lại các bạn chương trình kế tiếp vào ngày 29 tháng 2 năm 2024 tại ngôi nhà chung ITC. Xin kính chào và hẹn gặp lại.